cúi đầu đảnh lễ mười phương chư Phật hiền thánh xót thương muôn loài chỉ bày phương pháp tuyên vời nương lành rửa sạch ba đời nghiêm oan anh nay con hối hận khóc than xin đem tính mạng trước đàn quý ơi. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ giờ đây đành lễ Phật rồi con xin bày tỏ những lời ăn năn ấy. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ không còn vọng tưởng mong mơ không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh trong giờ ác diệt thiện sinh chú tâm quan sát tiến trình căn nguyên một là quan sát nhân duyên tội do ngu dốt vô biên mà thành tâm từ vốn chẳng hiện lành bởi không kiên cố thân hành đạo sâu oan kiên nghiệp chướng ngập đầu tự mình như cá cắn câu tham mồi như tầm keo kén tưởng chơi tự mình giam hãm cuộc đời tự do thiếu thân nhào tới lửa lò
tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang, lìa xa bạn tốt không màng lời hay. Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên man vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng, hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng lại hoàng súc sanh, làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến sám ba đời nghiệm oan, khác gì nước ngập hố hang mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sang bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịt như trời đầy sao, mến mong chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như, triệt tiêu ba kẻ nỗi thù, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh, luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản giác chuyên vành pháp luân. Bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly. Việc siêu tư cứu bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phàm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên. Quán xong bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tù, vượt dòng sinh tử vẫn vô cõi thường. Con xin sám hối mười phương, chí thành cung kinh cúng dường chư tôn. Nam mô Bảo Quang Minh Phật Tăng Tư Duy Phật. Nam mô Bảo Hóa Vi Nhiễu Phật. Nam mô Bảo Thiện Phật. Nam mô Bảo
Nam mô Bảo Cao Phật. Nam mô Bảo Kiên Phật. Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Phật. Nam mô Bảo Niệm Phật. Nam mô Bảo Lực Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Bảo Viêm Phật. Nam mô Bảo Viêm Vi Nhiễu Phật. Nam mô Bảo Chiếu Phật. Nam mô Phóng Chiếu Phật. Nam mô Diệt Cộng Hoa Phật. Nam mô Diệu Thuyết Phật. Nam mô Nguyệt Thuyết Phật. Nam mô Kim Cang Thuyết Phật. Từ vô thủy đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh, không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì nghiệp hoang bức bách biết gì nữa đâu. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền não cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng xong, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm xứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi. Tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh, vô ngại bốn đạo lòng vòng,
sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp phàm chẳng biết gì, đại thừa bốn thể ngũ si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù. Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Nào phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu. Não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon. Sông có cạn núi có mòn, cũng xin tha thiết lòng son không trợn. Hướng về chư Phật chư Tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong. Một mai đạo quả đạn xong, nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh. Nam mô Bảo Thuyết Phật. Nam mô Bảo Trường Phật. Nam mô Vô Lượng Bảo Trường Nam mô Vô Cấu Trường Phật. Nam mô Vô Biên Trường Phật. Nam mô Pháp Trường Phật. Nam mô Bảo Cái Phật. Nam mô Quân Bảo Cái Phật. Nam mô Ma Ni Cái Phật. Nam mô Kim Cái Phật. Nam mô Phân Tân Vương Phật. Nam mô Tăng Thượng Hóa Thành Tựu Vương Phật. Nam mô Tăng Thượng Giống Mạnh Phật. Nam mô Giống Thí Phật. Nam mô Trí Thí Phật. Nam mô Nhiên Đăng Phật. Nam mô Nhiên Đăng Hóa Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhiên Đăng Phật. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong. Ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì.
Nhờ công sám nước từ bi mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu. Từ nay tự tại phiếu diêu thọ sanh tùy ý theo điều ước mong. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng tình thanh cõi phong hòa đồng chúng sinh tiến sâu cảnh giới tình minh tư thiền thâu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm mà tời lời nhập thánh siêu phàm diễn ca não phiền của cõi ta bà vô minh vì tế cũng đà triệt tiêu anh. Huệ như mặt nhật trên cao rọi soi các cõi cõi nào cũng thông mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời nay còn phát nguyện đời đời cuối đầu lạy Phật ba thời chứng minh. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đánh lễ mười phương chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần chứng tri con đã năng
sám phiền não chướng vết hằng nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khẩn cầu sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mống luân hồi, tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai. Ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ. Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy. Nhà cao cửa rộng thơ thầy chật sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông. Rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền. Hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác gặp hên, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nam mô công đức nhiên đăng Phật. Nam mô Phật đức nhiên
Phật. Nam mô Bảo Nhiên Đăng Phật. Nam mô Đại Nhiên Đăng Phật. Nam mô Vô Biên Nhiên Đăng Phật. Nam mô Bảo Hóa Nhiên Đăng Phật. Nam mô Phổ Nhiên Đăng Phật. Nam mô Nguyệt Nhiên Đăng Phật. Nam mô Nhật Nhiên Đăng Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Nhiên Đăng Phật. Nam mô Vấn Thinh Nhiên Đăng Phật. Nam mô Đại Hải Nhiên Đăng Phật. Nam mô Nhẫn Nhục Luân Nhiên Đăng Phật. Nam mô Thế Nhiên Đăng Phật. Nam mô Quang Minh Biển Chiếu Thập Phương Nhiên Đăng Phật. Nam mô Chiếu Chư Thủ Nhiên Đăng Phật. Nam mô Phá Chư Ám Nhiên Đăng Phật. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lạy Phật Thánh Hiền Chư Tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trải dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệm vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệm do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bản lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi.
của hàng hiền chúng tăng ni, cứu tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tăng cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Nam mô Nhật Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Đăng Phật. Nam mô Đế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Phật. Nam mô Tịnh Hòa Túc Vương Trị Phật. Nam mô Cô Tô Ma Kiên Phật. Nam mô Kim Sơn Phật. Nam mô Sư Tử Đức Phật. Nam mô Bậc Tăng Phật. Nam mô Tăng Hòa Phật. Nam mô Bất Tăng Hòa Phật. Nam mô Phóng Quang Minh Phật. Nam mô Thiên Quang Minh Phật. Nam mô Lục Thập Quang Minh Phật. Nam mô Quang Quang Minh Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật. Nam mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Quang Minh Phật. Nam mô Phước Đức Quang Minh Phật. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân xiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong Ngài ngồi được Bồ Đề Ly
Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng trướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của Ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ân năng, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nam mô Trí Quang Minh Phật. Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Nhật Quang Minh Phật. Nam mô Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam mô Phân Tân Cung Kính Phật. Nam mô Vô Tỷ Phật. Nam mô Công Đức Xưng Phật. Nam mô Bảo Xưng Phật. Nam mô Bồ Câu Xưng Phật. Nam mô Vô Câu Đức Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Giống Mạnh Đức Phật. Nam mô Hòa Đức Phật. Nam mô Hoan Hỷ Đức Phật. Nam mô Lòng Đức Phật. Nam mô Công Đức Hải Phật. Nam mô Tịnh Đức Phật. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô
đối đầu thọ sanh. Mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần. U mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lân cũng lờn. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng nghiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn. Sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi xưa. Chịu bao thống khổ cho vừa, đầu trâu mặn ngựa xé cưa thân hình. Hoặc là đâm chém tâm bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn riết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phận dơ. Hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia ân. Nam mô Tịnh Thiên Phật. Nam mô cúng dường Phật. Nam mô Tịnh Thành Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thanh Phật. Nam mô Xuất Tịnh Thanh Phật. Nam mô Phổ Trí Luân Quang Thanh Phật. Nam mô Đại Thịnh Phật. Nam mô Vạn Thân Thịnh Phật.
Nam mô An Ổn Thinh Phật. Nam mô Lạc Thinh Phật. Nam mô Diệu Cổ Thinh Phật. Nam mô Thiện Thinh Phật. Nam mô Nguyệt Thinh Phật. Nam mô Nhật Thinh Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Phật. Nam mô Ba Đầu Ma Thinh Phật. Nam mô Phước Đức Thinh Phật. Nam mô Kim Cuối Đầu Đảnh Lễ Mười Phương Chư Phật Hiền Thánh Xót Thương Muôn Loài Chỉ Bày Phương Pháp Tuyên Vời Nương Lành Rửa Sạch Ba Đời Nghiêm Oán. Nay con hối hận khóc than, xin đem tính mạng trước đàn quý ơi. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Bảo Thân Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Giờ đây đành lễ Phật rồi.
tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt thiện sinh, chú tâm quan sát tiến trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm từ vốn chẳng hiện lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan kiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiêu thân nhào tới lửa lò. Tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang. Lìa xa bản tốt không màng lời hay, Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng. Hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng lại hoàn súc sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến xám ba đời nghiệp oan. Khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sát bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịch như trời đầy sao. Mến mong chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như. Triệt tiêu ba kẻ nỗi thù, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh. Luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản giác chuyên vành pháp luân. Bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly. Việc siêu tư cú bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần.
Vào đời tiếp độ phàm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên, quán sông bốn thứ căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tùng. Phước dòng sinh tử vẫn vô cõi thường, con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Nam mô Bảo Quang Minh Phật Tăng Tư Duy Phật. Nam mô Bảo Hóa Vi Nhiễu Phật. Nam mô Bảo Thiện Phật. Nam mô Bảo Nam mô Bảo Cao Ấy Phật. Nam mô Bảo Kiên Phật. Nam mô Bảo Ba Đầu Nam mô Bảo Niệm Phật. Nam mô Bảo Lực Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Bảo Viêm Phật. Nam mô Bảo Viêm Vi Nhiễu Phật. Nam mô Bảo Nam mô Phóng Chiếu Phật. Nam mô Diệt Cộng Hoa Phật. Nam mô Diệu Thuyết Phật. Nam mô Nguyệt Thuyết Phật. Nam mô Kim Cang Thuyết Phật. Từ vô thị đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương, không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì hoang bức bách biết gì nữa đâu anh. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền nào cũng do tại mình.
thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn. Thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán, nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Bảy phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng xong, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm xứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui, cũng vì phiền não mà thôi. Tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh, vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp pháp chẳng biên gì, đại thừa bốn thể ngu si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Nào phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn, cũng xin tha thiết lòng son không sợ, hướng về chư Phật chư Tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong. Một mai đạo quả đạn xong, nguyện về cứu độ tân cùng chúng sanh. Nam mô Bảo Thuyết Phật. Nam mô Bảo Trường Phật. Nam mô Vô Lượng Bảo Trường Phật. Nam mô Vô Cấu Trường Phật. Nam mô Vô Biên Trường Phật. Nam mô Pháp Trường Phật. Nam mô Bảo Cái Phật. Nam mô Quân Bảo Cái Phật. Nam mô Ma Ni Cái Phật. Nam mô Kim Cái Phật. Nam mô Phân Tân Vương Phật. Nam mô Tăng Thượng Hóa Thành Tựu Vương Phật.
Phật. Nam mô Vọng Thế Phật. Nam mô Trí Thế Phật. Nam mô Nhiên Đăng Phật. Nam mô Nhiên Đăng Hóa Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhiên Đăng Phật. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu thọ sanh tùy ý theo điều ước mong. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tình thanh cõi phật hòa đồng chúng sinh, tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thâu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập thánh siêu phàm diễn ca, não phiền của cõi ta bà vô minh vì thế cũng đà triệt tiêu anh. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cuối đầu lại Phật ba thời chứng minh. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quang Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đánh lễ mười phương chư Phật Bồ Tát tướng thường bao lần chứng tri con đã năng sám phiền não chướng vết hằn nội tâm mà bao ác nghiệp cũng âm thầm gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau con xin tha thiên khấn cầu sám hối nghiệm chướng đê đầu trình lên nghiệm là quả báo nhân duyên như là trang sức tự nhiên của đời nghiệm là mầm mống luân hồi tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành nghiệp báo ứng rất vô tình nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân nghiệp là quả nghiệp là nhân trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai thấm thâu về nghiệp mấy ai ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian mênh mông chẳng thể nghĩ bàn phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ lý sâu nghiệp báo mù mờ dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi thấy nghe nông cạn trong đời người hiền sao chịu bao thời đắng cay người ác lại có đủ đầy nhà cao cửa rộng thờ thầy chất sân thấy đời thiên ác bất phân cần chi tích đức tu nhân để phòng mê lầm nghiệp bao chẳng thông rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa hiện báo là quả bây giờ ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau sinh báo thì quả hơi lâu đời này thiện ác đời sau hướng đền hậu bao lại ứng triền miên tứ thời quá khứ qua miền vị lai cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau hiểu rằng sinh báo từ đâu hoặc do hậu báo trước sau cũng đền chớ nhìn kẻ ác gặp hên mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm mà sinh báo hậu bao chẳng lầm là do tội phước sưu tầm kiếp xưa
Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mãi sau. Án thời phương giảm tội sau, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nam mô công đức nhiên đăng Phật. Nam mô Phật đức nhiên đăng Phật. Nam mô Bảo nhiên đăng Phật. Nam mô Đại nhiên đăng Phật. Nam mô Vô biên nhiên đăng Phật. Nam mô Bảo hóa nhiên đăng Phật. Nam mô Phổ nhiên đăng Phật. Nam mô Nguyệt nhiên đăng Phật. Nam mô Nhật nhiên đăng Phật. Nam mô Nhật nguyệt nhiên đăng Phật. Nam mô Vấn thinh nhiên đăng Phật. Nam mô Đại hải nhiên đăng Phật. Nam mô Nhẫn nhục luân nhiên đăng Phật. Nam mô Thế nhiên đăng Phật. Nam mô Quang minh biển chiếu thập phương nhiên đăng Phật. Nam mô chiếu chư thủ nhiên đăng Phật. Nam mô Phá chư ám nhiên đăng Phật. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên,
Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệm vào vô giám ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bằng tà đua theo, khinh chế lời Phật biểu điều, pha rối tam bảo triền tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bản lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân anh. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm điều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tăng cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Nam mô Nhật Thiết Thế Thành Tựu Nhiên Đăng Phật. Nam mô Đế Bảo Tràng Ma Ni Thắng Quang Phật. Nam mô Tịnh Hòa Túc Vương Trị Phật. Nam mô Cô Tô Ma Kiến Phật. Nam mô Kim Sơn Phật. Nam mô Sư Tử Đức Phật. Nam mô Bậc Tát Phật. Nam mô Tát Hòa Phật. Nam mô Bất Tăng Hòa Phật. Nam mô Phóng Quang Minh Phật. Nam mô Thiên Quang Minh Phật. Nam mô Lục Thập Quang Minh Phật. Nam mô Quang Quang Minh Phật. Nam mô Vô Chướng Ngại Quang Minh Phật. Nam mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật. Nam mô Vô Biên Quang Minh
Nam mô Ba Đầu Ma Quang Minh Phật. Nam mô Phật Đức Quang Minh Phật. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác pháp quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân xuyên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sáu ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười thứ trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nam mô Trí Quang Minh Phật. Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam mô Nhật Quang Minh Phật. Nam mô Vô Ngại Quang Minh Phật. Nam mô Phân Tân Cung Kính Phật. Nam mô Vô Tỷ Phật. Nam mô Công Đức Xưng Phật. Nam mô Bảo Xưng Phật. Nam mô Vô Cấu Xưng Phật. Nam mô Vô Cấu Đức Phật. Nam mô Kiền Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật.
mô giống mạnh Đức Phật. Nam mô Hòa Đức Phật. Nam mô Hoan Hỷ Đức Phật. Nam mô Lòng Đức Phật. Nam mô Công Đức Hải Phật. Nam mô Tịnh Đức Phật. Nam mô